xin giới thiệu mọi người, đây là canh chua cá của miền Tây Việt Nam. Đây canh chua cá khắp tổ. Cái này cắt. Đây. Quý vị nhìn thấy rất là thèm muốn ăn luôn. Còn đây là cá kho tổ bằng niêu. Cơm niêu đất luôn. Một bữa cơm đạm bạc giữa Houston. Đây là cá bông lau nha. Ngày xưa người ta gọi là vua Đinh Tiên Hoàng là dùng cờ lau để trận, bây giờ là cá bông lau. Nghe sớt lên chứ không kia nó cháy nha. Cá bông lau hả sao? Quá ngon. Đây là tóc mỡ quý vị. Đó, tóc mỡ. Ở Houston là cái món gì cũng có. Món gì ẩm thực Việt Nam cũng có. Đặc biệt là tới vịt nướng Nha Trang. Đó. Đây là tôm, khóc quẹt. Đây là rau luộc chấm khổ quẹt. Đây là chợ Mỹ Hoa thưa quý vị. Mỹ Hoa Food Market. Và phía kia là vịt nướng. Vịt nướng Nha Trang.
Nữ Nha Trang đang hiện ra trước mặt quý vị.